Có boss chạy qua các bạn ạ. Từ boss thì mình sẽ ăn sau. Boss nhiều mà. Nhưng phải vội á. Ôi mũ ba luôn. Lượm đi. Ơ à. Gà lượm. Lượm. Ok mọi người đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chiến đấu chưa? Chạy qua bên nha. Chạy qua bên kia nha. Ừ. Đi qua các bạn. Các bạn bắn một cách thoải mái. Mình không có ra la rầy hay là chửi gì đâu. Thoải mái, thoải mái. Ôi bên đây có một này nè. Bắt đạn mới ghê chứ, trời ơi. Sao vậy ta? Khó quá. Số 4 bị làm hào hả? Số 4 thì bán đi số 4 nữa. Hết đạn rồi. Số 4 bị gì rồi các bạn à? Số 4 ơi. Em chỗ tôi có một khẩu mà. Có 24 một khẩu ca vãi địt hả? Số 4 ơi. Vô game rồi Ngọc Dương ơi. Vô game rồi. Thôi chắc ao mọi người ơi. Số 4 bị disconnect rồi. Ao nhá. Ok top 73. Rất tốt, rất rất tốt. Xui quá. Chết rồi. Ok. Bài số 4 Thảo Chi out rồi. Rồi ông gì cũng out luôn. Ừ. Đây còn ai không? Cái muốn chơi chung mình không? Chica Bell tên hát cái miên. Chắc mình sẽ kích bài Thảo Chi ra quá, bài Thảo Chi bị AFK rồi. Sorry bài Thảo Chi rất là nhiều. Ok, còn ai nữa không? Linh Ken. Rồi, nên phải vô game để mình mời. Nên phải vô game nha. Alo alo. Nghe này nghe là Chica Bell rồi. Ôi tôi đây. Alo anh. Hello anh. Hello. Lần này có mất đàn rồi. Ngon. Ok, hai người ủng hộ Misugoi thì like, share, follow giúp mình ha. Ok, vô. Làm lẹ luôn các bạn à. Để các bạn đợi lâu rồi, làm lẹ luôn. Tốc hành luôn. Anh em á, phải on game mình mới mời được. Có nghĩa là app friend của mình á, góc trái màn hình á, nó để có dấu cộng á là mình mới mời được các bạn à. Các bạn phải on game và đợi mình. Chứ mình vô mình không thấy ai hết thì sao mà mình biết mời ai đây. Ok. Rồi ok, các bạn ủng hộ Nguyên thì chia sẻ bài viết này cho Nguyên nha. Like, share, follow kênh cũng được. Mm-hmm.
Nguyên cái tục bóp can rồi. Đúng rồi, bút cam đó các bạn à. Còn nơi nào nữa đâu. Thì anh em mình bắn cẩn thận một chút xíu. Đây, khâu méo. Khâu méo nè. Đúng rồi các bạn à. Thì hiện mình là chó đi đi. Ok, chào bạn số 2, số 3, số 4. Chào mừng bạn là đến với kênh của mình. Thì anh em nào mà cảm thấy tay to thì cứ việc săn người giết. Ừ. Đừng sợ. Can. Ok, anh em mình là anh em mình đang giao lưu á mọi người. Thì anh em cứ mạnh dạn nói chuyện với mình, không có gì phải ngại hết. Chơi á thì đừng có im re quá thì mình cũng không biết cách giao tiếp như thế nào cho đúng nữa. Ok. Ok, có một tí. Ok, kho bỏ kho. Đi đi. Bỏ kho đi anh ơi, bỏ kho đi anh ơi. Giờ tấn công vô. Bây giờ chị có người nè, anh em mình loot dạo mấy cái khúc gần gần á cho nó an toàn. Bạn có súng chưa? Mình có súng rồi nè. Có người kìa. Có ê, người mà. Em đang bị lắc. Nên mình tỉnh nhá. Bắn mình tỉnh thôi. Bắn kho chạy qua game ơi. Ok ok. Bắn kho chạy qua trái rồi đó. Số 2. Nó chạy con trái thằng kìa. Tôi đây. Có thằng chạy qua kho rồi. Ủa ba kho chạy qua bên mình rồi. Góc trái này nè. Ok B. Enemies ahead. Kìa anh. Không đối kìa. Thì chi có luôn mà. Ui. Enemies ahead. Ôi. Mày có anh ơi. Thôi chân dưới. Ủa lô kìa. Sai. Cô số 2 kìa. Này bắn đi. Ơ sao vậy? Đúng rồi anh ơi. Ây á. Trên nhà chơi, trên nhà chơi á. Nó không qua. Nó không qua rồi. Trên nhà chơi á, trên nóc nhà luôn á. Anh số 4 cẩn thận. Mày tỉnh thôi. Cứu tôi đã. Hồi nãy nó đi ngang qua số 2 luôn á. Thì anh lên lên. Có đứa hoài nha. Kìa. Có máu mà. Ơi, mang máu á. Trời, nó bắn hết luôn, nó từ nhà kho qua anh ơi. Nó đi luôn mình nè. Rồi nó gạt luôn. Số 2 chạy luôn đi. Chạy. Hay dạ. Khó quá các bạn à. Đông quá. À khó rồi. Chắc là mấy người chơi. Mẹ em có phim rồi. Chịu rồi. Bên nhà. Nó lên kìa. Ui. Hay quá. Ok, cái livestream là sẽ tắt lúc 3 giờ. Còn 27 phút nữa. 27 phút nữa là kênh livestream sẽ tự động tắt. Thì anh em coi thấy tự động tắt thì sao cho mình ha. Ôi xong. Chết rồi. Ok. Làm lại thôi mọi người. Trận này em đi làm việc nha. Ok em. Đây để mời lại bạn gì nè. Đây không thấy nha, không thấy tên Ngọc Dương nha, không thấy. Phải accept friend của mình đã. Các bạn phải accept friend, mình đã up friend rồi, các bạn phải accept chứ.
À, sếp thì mời máy được. Phan thì anh Tú. Rồi. Ây da. Qua cái khởi đầu nó không được thuận lợi cho lắm, nhưng mà các bạn thông cảm giúp mình thì mỗi người chỉ được 3 ván thôi. Thì xong 3 ván thì mình sẽ mời người khác. Anh em bắn cẩn thận một chút xíu ha, đừng để chết. Yeah. Ừ, Bảo Trịnh ơi. Giờ này bận quá. Không sao em, rảnh rỗi thì coi. Nhân cuối nha mọi người, bắn cẩn thận nha, đừng để chết. Vút cao nó đông quá mà, chịu không nổi. Ừ. Lấy giấy này là phải top 1 mới được. Trận cuối luôn, trận cuối luôn. Có chẳng lẽ làm bay nháy quá Tú ha. Rồi con, chẳng lẽ làm bay nháy quá. Má ơi. Để bên con mình còn sức không ta. Tụng máy lâu hôm nay chơi lớn các bạn à. Ba nhí. Cụ quá. Tiếp tục. Ba đa resort. Đừng coi nhà chi có ai ta. Đừng nhà chi luôn các bạn ạ. Má các bạn ba chú rồi, thôi rồi. Ba kho vậy là ba kho. Đông lắm anh ơi. Ừ, ba kho đông anh ơi. Đông lắm. Đó. Gớm. Nhau xèo luôn. Sẽ rút kinh nghiệm. Máu rút đây nè. Thôi mình xin lụm khẩu này các bạn. Ok, chạy qua thôi. Đi phải, đi phải, đi phải, đi chung, đi chung, đi chung, đi phải nè. Rồi. Trời, nóc 2 luôn. What the fuck. Kêu em
giờ mới thấy. Đợi chở qua đây hả? Gì? Ai nghĩ cái xe này có đấy? Tiền á, có cục à? Hai cục á, hai cục mới bác được không? Enemies ahead. Trời má ơi. Nên có gì vậy?